Thưa quý vị, nhà văn Nguyễn Chiến Thắng, nguyên trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao, nguyên đại sứ tại Algeria, Pháp và Vương quốc Campuchia, vừa có một món quà đặc biệt gửi tới bạn đọc, đó chính là cuốn sách Chuyện kể của một đại sứ. Cuốn sách tập hợp những câu chuyện đặc sắc, sinh động về cuộc đời ông làm đại sứ. Sách do Nhà xuất bản Hội Nhà văn và Nhà sách Liên Việt ấn hành. Và ngay sau đây, xin mời quý vị sẽ đến với món quà quý này qua sự chia sẻ của họa sĩ Phạm Hà Hải. Nguyễn Chiến Thắng là một nhà ngoại giao, song song với công tác ngoại giao thì ông vẫn mang tâm hồn của một nhà văn. Từ đấy thì những cái lưu lại khắc dấu trong tâm hồn ông thì ông đã dành dồn vào cái cuốn Chuyện kể của một đại sứ như bạn đọc cầm trên tay hôm nay. Những cái ký ức về con người, về văn hóa để ghi lại được phản chiếu qua cái tâm tư của ông, góc nhìn của một người Việt Nam, góc nhìn của một nhà chính trị ngoại giao. Ông đã kể từng câu chuyện với một cái giọng văn rất mộc mạc nhưng rất sâu sắc. Ở đấy là những cái chiêm ngập của cá nhân ông, và đằng sau những cái ngôn ngữ đấy thì chúng ta được tiếp xúc với những cái thông tin mà đôi khi dù nó đã qua rồi, nó ở thể loại ký, nó là quá khứ, nhưng nó vẫn cho ta thấy những cái điều gì đấy không chỉ là quá khứ mà nó nối tới hiện tại. Nó giúp cho chúng ta nhìn thấy những cái điều thú vị khác mà cộng đồng bạn đọc nói chung và những người Việt Nam ở trong nước ít tiếp xúc đến, ít thấy được những cái diễn biến ở bên ngoài Việt Nam. Tôi cũng rất ấn tượng với một số cái câu chuyện ở trong đấy, và nó là cái nguồn cảm xúc để vẽ từng cái bức minh họa ở cái tập ký này. Ví dụ như là nói về nhà ngoại giao Ngô Điền thì cuộc đời ngoại giao của đại sứ Ngô Điền cũng trải dài đối với cả một cái vùng đất Campuchia, mà đấy là một điểm nóng trong lịch sử của nhân loại thế kỷ 20. Cái quá trình của đại sứ Ngô Điền làm cho đến khi không còn công tác nữa, nhưng ông vẫn có một cái tấm lòng nhìn về Campuchia, và nó thể hiện khi mà đại sứ Nguyễn Chiến Thắng trước khi sang làm nhiệm kỳ đại sứ Campuchia thì ông đến thăm lại nhà ngoại giao Ngô Điền, và hai người đại sứ chia sẻ với nhau, và tôi vẽ đại sứ Ngô Điền vẫn ngồi nhìn cái màn hình truyền hình, và trên cái màn hình ấy vẫn hiện lên cái hình ảnh của Angkor Wat. Nhà văn Nguyễn Chiến Thắng luôn luôn có những cái suy nghĩ lòng trắc ẩn, luôn luôn chia sẻ và mong mỏi cuộc sống của người dân có những cái điều tốt hơn, và thậm chí có những cái giai đoạn cam go cũng những cái biến cố lịch sử dẫn đến những cái tổn thất. Chúng ta luôn thấy ông có một cái tinh thần quan sát sâu sắc và nhân văn trong cái góc nhìn cũng như là văn phòng của ông.